Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Đà Nẵng phát triển ổn định, sản lượng hàng hóa, doanh thu của cảng tăng trưởng khá tốt. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong tháng 6 năm 2022 đạt khoảng 1.070.000 tấn, tương đương cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 6.120.000 tấn. Bên cạnh nỗ lực phục hồi sau đại dịch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác chuyển đổi số được cảng Đà Nẵng chú trọng phát triển mạnh mẽ từ năm 2021. Với mục tiêu hướng đến năm 2025, cảng Đà Nẵng trở thành cảng số hóa hoàn toàn, với hàng loạt giải pháp để kết nối hệ sinh thái hàng hải. Phương châm của cảng là số hóa dữ liệu, một hạ tầng, một cơ sở dữ liệu, lấy khách hàng làm trung tâm, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác mọi lúc mọi nơi trên không gian số và cải tiến liên tục quy trình phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ của thế giới. Nhờ vậy, trong thời gian diễn ra dịch bệnh và hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Đà Nẵng phát triển ổn định. Sản lượng hàng hóa, doanh thu của cảng Đà Nẵng tăng trưởng khá tốt. Trong đó, sản lượng hàng container qua cảng 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 310.770 tiêu. Tổng lượt tàu cập cảng hơn 743 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Bây giờ bên hệ thống điện tử, nó nhanh lắm, trong vòng chỉ có 1 phút là xong. Nên rất tiện, hàng hóa giao cho khách hàng và chủ hàng đó là nó đúng thời gian. Khi triển khai cái công nghệ thông tin trên dịch vụ e-box, nhiều cái dịch vụ chẳng hạn như nâng hạ container xuống cảng, dịch chuyển kiểm hóa, rút ruột, kiểm hóa, kiểm dịch, tất cả các dịch vụ, tạo cho khách hàng được cái tiện lợi thời gian, làm nhanh, đáp ứng công việc gọn gàng, tốt. Theo dự báo, tình hình thị trường hàng hóa trong 6 tháng cuối năm sẽ dần hồi phục, các nhà máy trong khu vực đã hoạt động trở lại. Các đơn hàng đi qua cảng sẽ tăng trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Cảng Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng Tiên Sa giai đoạn 2, nhằm nâng cao năng lực khai thác, tiếp nhận tàu đến cảng, xúc tiến dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi công và dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics tại huyện Hòa Vang, đưa vào vận hành khai thác kho CFS2, góp phần gia tăng năng lực kho bãi của cảng, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu hàng lẻ LCL cho khách hàng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam Lào. Đồng thời, phát triển hệ thống kho CFS, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics, đưa hàng hóa khu vực ra thế giới. Bên cạnh đó, chúng tôi phát triển hạ tầng kho bãi, trong đó phát triển mở rộng bãi để chứa container và các kho CFS trong nội bộ. Thứ hai đó là về bên ngoài, chúng tôi xây dựng những cái trung tâm logistics nằm bên cạnh các tuyến giao thông huyết mạch kết nối cảng và các khu công nghiệp của thành phố. Thứ ba đó là chúng tôi xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên về logistics có đủ năng lực thực hiện những dịch vụ này trong tương lai. Thứ tư đó là chúng tôi thực hiện ứng dụng cái công tác chuyển đổi số và công tác logistics hướng tới là smart logistics phục vụ nhu cầu khách hàng và với tiêu chí là lấy khách hàng làm trung tâm. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, cảng Đà Nẵng kỳ vọng sẽ đạt kết quả khả quan, góp phần vào quá trình phát triển ngành dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử, trong đó có đề cập đến 14 chỉ tiêu khi xây dựng nền tảng sàn thương mại điện tử. Các tiêu chí liên quan đến người dùng bao gồm số lượng người dùng đăng ký tài khoản trên các sàn thương mại điện tử, tỷ lệ tài khoản có tham gia hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử so với tổng số tài khoản đã đăng ký, tổng số giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử theo trang thông tin điện tử website và theo ứng dụng di động app, tổng giá trị giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử website và app, tổng số lượng truy cập trên sàn thương mại điện tử, tỷ lệ tăng trưởng tài khoản mới bình quân so với tổng tài khoản đã có. Theo đánh giá, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỷ USD vào năm 2025.